khi mà đối phương đã lựa chọn giày rồi và xoay con Yone này ra khu vực đứng giữa. Một sự tính toán và để xem là liệu rằng ở trong và đạt lên phải ăn con bù đỏ này tốc biến lên. Hất tung hai người chiêu cuối không thực sự là đẹp, nhưng ít ra là họ cũng đã cướp được con bù đỏ phía kia. Hất tung hai người là thành công, chiêu cuối băng địa chấn được tung ra và cả do trảm hồn được tung ra theo nữa. Chiêu cuối được găm thẳng vào đầu đối sâu thì phải anh ta đu vào trụ bên phía bên kia cơ. Và Yu đang muốn giữ chân một người đó là hỗ trợ từ bên phía của OMG, ta không chạy nổi. Một cái siêu bom địa ngục nó quá chất lượng vào thẳng giữa bốn người bên phía của đối phương, và KBG đang hoàn toàn chiếm được ưu thế ở trong cái tình huống combat. Họ không cần có được điểm ở cục mà họ chỉ cần có được cho mình băng trụ nhiều mà đối phương thôi. Nhưng đây một chiếc băng trụ sẽ cú đoạt mệnh hai người phía bên này thì đã có mạng đầu tiên dành cho Aronai. Phía bên kia thì họ chỉ có được tình huống trao đổi lấy mạng xéo mả mà thôi, còn được nữa hay không đây, có thêm cả người đến đó là vị trí của Đạt đã tốc biến và có thêm một mạng. KG không còn găm kiếm nhưng những cú bổ và khả năng chống chịu của anh ta là đủ để làm tiền đề cho một pha quét sạch thì phải. Quét không sạch. Như bốn mạng thôi thật ra là quét sạch không chính thức, bởi vì Monster chết trước đó quá nhanh và anh ta mới vừa hồi sinh ra mà thôi. Anh ta lại tiếp tục đi ra đây một mình à. Sát thương của anh ta lúc này đang dần trở nên rất kinh khủng rồi. Và đây là siêu bom vào. Vào thẳng đầu Monster. Monster biến mất ngay lập tức của KBG. Trong khi đó OMG cái đường ra hang Baron của họ nó vô cùng xa luôn. Họ phải đi qua đến ba cái bụi khác nhau tốc biến lên để cố gắng đi vào được Baron. Và nhìn Baron không trừng phạt thành công bên phía bên kia. Quá nhiều thứ được trông vòng cách đẹp mắt. Và Aranai vẫn còn sống, tiếp tục nhảy lên đến từ Đạt tốc biến để bỏ chạy từ MSK tốc biến đuổi theo. Kiệt sức và đạt lại một lần nữa hồi nhảy của mình. FY cùng với lại bên phía của Aranai đang phải cố gắng bỏ chạy. SMK chạy người nằm xuống. Aranai đang múa cái con Yone nó quá khéo léo và liên tục đem về những điều khác nhau dành cho KBG. Nhảy thẳng vào trụ bên phía bên kia và những cái gai cảm hận được tung ra quá nhiều. Đạt sẽ tiếp tục cào mọi người của Inzan nhưng ta không thể nào hạ gục được thành công Inzan. Trận đấu vẫn chưa kết thúc được bởi vì bên phía KG đang muốn farm thêm rất nhiều điểm hạ gục của đối phương. Monster tốc biến lên để cố gắng lăn bụng vào người CO3, nhưng CO3 có người che cho giùm. Đang phải làm là họ sẽ phải có những con tứ tìm ra được hàng sau của đối phương. Và đấu này thì họ có hai con sát thủ, cả Kha'Zix và Akali sẽ có những cái trách nhiệm trong việc là hạn chế đi phạm vi hoạt động. Với hai người không được trên này thì họ vẫn đang zona hoàn toàn. Và đây sẽ là một đợt lính rất lớn đến từ bên phía của MG bị deny đi. Và thậm chí đang muốn đánh luôn ở trong phần sân của đối phương khi mà họ biết rằng Kha'Zix đang ở nửa dưới bản đồ. Và ông Master đang là người gặp nguy hiểm đây, có thiêu đốt lên người. Nhưng cũng là may mắn một chấm máu về được. Không có lý do gì mà con Red Tom cùng với lại Nautilus lại sợ. Hai Việt đang phải cố gắng bỏ chạy, anh ta bỏ chạy thành công. Chiêu cuối thùng rũ nổ không thực sự là quá đẹp, nó hất đối phương về phía người của anh ta. Và ta đã phải nằm rồi, nhưng ít ra là con rồng vẫn đang được giữ lại dành cho OMG thành công. MSK đang cố gắng dùng chiêu cú thoát đi và anh ta thoát đi được. Anh thoát đi được, nhưng bây giờ anh ta có chạy về hẳn được hay không sẽ là một câu chuyện khác. Đó là một cái là kính phòng hộ không chính xác để giúp cho bên phía tiếp tục lại rồi ra thừa và Monster thêm một lần nữa. Lần này thì có thêm cả lúc xoáy của Đạt nữa chắc chắn rồi. Không thể thoát được đến lần thứ hai của Monster, lần thứ ba thì đúng hơn. Anh ta đã phải lấy bản điểm số. Một lần nữa vào một phía sau lưng trụ của đối phương, Xiao Ma đang đứng kế bên anh ta lấy đi cái trụ và truy đuổi vào người Wildcat. Đằng sau lưng Wildcat cũng có người, Inja thậm chí là nhảy thẳng vào người Xiao Ma, nhưng ta bị bụp được một cú làm choáng. Tốc biến để thoát khỏi sát thương của Xiao Ma. Vẫn có sát thương đến từ Wildcat, chiếc chém thứ ba của ta không chính xác, không từng bất kỳ ai cả. Một gói chất nổ rất đẹp đến từ Xiao Ma té đôi đối phương ra. Hai điểm phải gục nữa dành cho KBC. Cái đó không được trên pha solo kill cực mạnh đến từ KG cùng với MSK. MSK tốc biến lên dứt điểm thân. Máu trước thềm pha giao tranh này. Một góc rất nhỏ ở đây, nhưng đó là pha thi đấu mà cố gắng bắt vào Xiao Ma, nhưng anh ta chỉ đơn giản tốc biến về thôi, có chất nổ trả ra và có lẽ mọi thứ sẽ hết ở đây rồi. Aranai vừa có được một tình huống phản đòn, giữ trở lại được vị trí của Master, tốc biến lên có được mạng của Xiao Ma rồi, nhưng sau nữa thì sao, cây gì đến, con cá sấu quái vật này nó sẽ gặt hết ở đây mà thôi. Và sau khi mà mất cho mình lớp bom khói, SMK cũng sẽ nằm theo bởi vì đối phương tốn quá nhiều tài nguyên. Nhưng Monster vẫn đang nhắm tới Xiao Ma, pha lăn bụng tốc biến, nhưng ngay sau đó là một tình huống rụ nổ rất bom đồng đội. Dẫu sao nữa thì Xiao Ma cũng đã phải nằm đằng sau lưng họ. Đạt xuất hiện tặng cho họ một cú lốc xoáy và họ đang không thể nào chạy về được. Nó là OMG từng người một phần nằm xuống, double kill dành cho con một con cá sấu. Thời điểm này có lẽ KG có thể cân hai được ở đây, có thể cho những người còn lại có những cái nhịp để ăn ba đôi, nhưng không, họ quay ra đánh người và có lẽ sẽ là cả hai đạn nhân nữa nằm xuống thôi. Nhanh không, đây là nhà đấy, đây nhà chính là phong cách của KG OMG đấy. Nào đánh này thì đánh gì nữa,
Một đánh bốn ở góc kia thì cũng khó rồi. Monster đang phải chạy về nhưng có cả tại thử thách bật lên. Và lần này thì Arana chém cục đối với vị trí của Monster. Mà vừa bị test đam một chút nhưng anh ta có kiệt sức để có thể khiến cho Monster bị nhận vào không quá nhiều. Thì đôi tầm điệp sử dụng ra có lẽ mất luôn cả MK rồi. Đằng sau thì đang cân 2. Cân 2 đến từ có lẽ là vị trí của Arana. Và có hai mạng rồi, chắc chắn là như vậy. Họ có thể end game không? Có đợt lính khu vực giữa là tương đối to. Từ KBC sẽ thành công mà thôi. Với cái lượng sát thương mà họ đang có, Sioma đang có rất là nhiều đam đánh tay vào nhà chính của đối phương quá nhanh chóng để có thể có được chiến thắng thứ hai.